Ngày 4 tháng 9 năm 2024, thứ tư tuần 22 thường niên. Luca chương 4, câu 38 đến câu 44. Suy niệm tin mừng. Chúa Giêsu đã tỏ ra cho mọi người biết chính mình là ai khi chữa lành các bệnh tật và khử trừ ma quỷ. Ngài không cần ma quỷ tuyên xưng Ngài, chính việc làm sẽ làm chứng cho Ngài. Khi đọc tin mừng, con thấy các phép lạ Chúa làm được kể lại một cách rất bình thường. Lời văn giản dị, đơn sơ, vắn gọn, khác xa với cách tường thuật về một sự kiện lạ lùng, ly kỳ như con thường đọc thấy. Qua cách diễn tả đó, con nhận ra cách Chúa đang can thiệp vào cuộc sống của chúng con. Phép lạ Chúa làm không chú trọng vào kẻ kỳ dị bên ngoài, mà phép lạ chính là lúc Chúa đến tiếp xúc với con người và để cho con người tiếp xúc, gặp gỡ Chúa. Chúa đã cầm tay bà nhạc mẫu của thánh Phêrô để nâng đỡ bà dậy và bà đã khỏi sốt. Chúa đã gặp gỡ con người để đưa con người đến tình trạng tốt hơn. Phép lạ chính là việc Chúa làm để tác động lên đời sống thường nhật của chúng con. Nhìn vào phương cách Chúa làm phép lạ, con nhận ra Chúa đã thực hiện bao nhiêu phép lạ trong cuộc sống con. Những điều may lành con nhận được hàng ngày, các khó khăn nguy hiểm con đã vượt qua, những bất hòa trong gia đình được hàn gắn, tất cả đều là sự can thiệp lạ lùng của Chúa. Lạ lùng nhưng quá bình dị, đơn sơ, nên nhiều lúc con không nhận ra. Chúa làm phép lạ không phải vì muốn được nổi danh, nhưng chỉ vì thương xót chúng con. Điều Chúa muốn chính là cầm tay bà nhạc thánh Phêrô để bà được khỏi bệnh, và bà đã trỗi dậy để tiếp đón, mời Chúa và các môn đệ dùng bữa ở nhà mình. Trong cuộc sống của con, xin Chúa giúp con nhận ra những lần Chúa đến gặp gỡ con, nâng đỡ con, để con biết mau mắn trỗi dậy đón tiếp Chúa. Amen.